Ta xin kính mời quý cha của cộng đoàn An Tọa. Trọng kính cha xứ Lucifero, hôm nay nhân dịp ngày kỷ niệm mừng 12 năm ngày thụ phong linh mục của cha xứ, con xin thay mặt đại diện cho lão hộ văn giáo xin có đôi lời chúc mừng cha. Trọng kính cha xứ Isidoro, hôm nay trong sự kiện trọng đại ngày kính thánh, dù xe thờ quan thầy của giáo họ chúng con, cũng là ngày cách đây 12 năm cha chính thức được đón nhận thiên chức linh mục do đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đặt tay truyền chức tại giáo phận Hải Phòng, để bắt đầu cuộc hành trình của vị mục tử đi giao giảng tin mừng và coi sóc các đàn chiêng. Nhân đây, giáo họ chúng con cũng xin được chúc mừng cha. Chúng con kính chúc cha xứ được nhiều ơn Chúa và sự bảo trợ của thánh Isidoro quan thầy, để cha luôn hăng say trên con đường dâng hiến. Nguyện xin Thiên Chúa là chủ của mọi vật không ngừng ban cho cha sức khỏe cả về phần hồn lẫn phần xác. Xin người biến đổi cha mỗi ngày để cha trở thành người thờ đạo đầy lòng nhiệt thành và thánh thiện trong cánh đồng lúa chín của ngài. Mừng cha xứ 12 năm linh mục, 12 năm luôn ân phúc ở trời. Nhớ ngày hồng phúc sáng tươi, đoàn con cảm mến chung lời tạ ơn. Nguyện xin Chúa ban cho cha xứ suốt cuộc đời cha chứa hồng ân, ban thêm sức khỏe hồi phần, khôn ngoan thánh đức vọng lân muôn đời. Để tỏ lòng tri ân và chúc mừng cha xứ, giáo họ chúng con xin có lẫn hoa tươi thắm để chúc mừng cha. Xin cha vui lòng đón nhận. Tu sĩ nam nữ chúng ta cũng cầu nguyện thêm cho cha xứ của mình
con nhiều sức khỏe bình an, được khôn ngoan, được lực cũng như là ơn Thánh Chúa để cha xứ tiếp tục công việc phát triển giáo xứ những ngày thành viên hơn trong các hội đại trong ơn giáo. Xin cảm ơn mọi người. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những ai đã cộng tác với cha xứ trong hành trình hơn 2 năm qua tại giáo xứ Mỏ Khê, trong công việc chung xây dựng giáo xứ, giáo họ, giáo hội đoàn, và cũng có rất nhiều người đã giúp đỡ cách nào cách kia về cá nhân. Thì xin tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người, và xin Chúa chúc lành tất cả những người đã cộng tác tình thương giúp đỡ quan trọng những năm qua, và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Từ đây chúng ta cùng bước vào thánh lễ để cầu nguyện cho giáo họ Phan Giáo trong ngày lễ Thánh Giuse Thăm, và cũng là khai mạc tháng dân khoa, đầu tháng dân khoa, và cầu nguyện cho các trang các đặc biệt tu sĩ trong ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Chúng ta đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện tri ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay mừng lễ Thánh Giuse Thợ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết noi gương Thánh Giuse, công nhân Giuse Thợ, biết lao động để công tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, làm cho phác họa hình ảnh của trần thế này mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Nhờ việc lao động, chúng ta sẽ làm cho tâm hồn được tươi trẻ lại và cho mọi người có cơm ăn áo mặc. Nhưng chúng ta cũng làm cho xã hội, giáo hội và gia đình mọi người chúng ta mỗi ngày một thăng tiến hơn. Qua đó chúng ta sẽ được đón nhận ơn lành của Chúa trong công trình cứu độ ở đời sau. Hôm nay cũng là ngày đầu tháng dâng hoa Đức Mẹ, cũng là ngày lễ quan thầy của giáo họ Phan Giáo. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người, ban hành giáo, các hội đoàn đạo đức và những ai mang thánh hiệu Giuse được nhiều ơn lành hồn xác. Chúng ta cùng chúc mừng cho giáo họ Phan Giáo một tràng pháo tay. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những vị tiền bối đã có công xây dựng nên giáo họ Phan Giáo này qua muôn thế hệ, và chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn và những ý chỉ đã xin trong ngày hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh, cả anh chị em, thần cầu cho tôi trước bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Hơi Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đấng Chúa chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin nhận lời thánh cả Giuse chuyển cầu cho chúng con biết noi gương người để lại, là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó, hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên các mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu, thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì ngày đó người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse: Thưa anh em, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời. Vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Đó là lời Chúa. Dân chúng trong hội đường của họ khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobi, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của các ông, chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy đâu ông ta được như thế? Họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn Phong Phong, chúng ta đang hiện diện trong ngôi thánh đường của giáo họ Văn Giang để làm gì? Mỗi người chúng ta sẽ biết cho ngày hôm nay chúng ta ở đây cùng với giáo họ Văn Giang mừng thánh Giuse với tư hiệu là ông Thẩm Mộc, mừng thánh Giuse với tư hiệu là Thẩm Mộc. Chúng ta cũng được cùng mời gọi cùng với giáo hội cầu nguyện cho những người lao động. Khi nói cầu nguyện cho những người lao động thì ai ở đây không là người lao động? Mỗi người đều lao động theo vị thế của mình, theo chức vụ của mình. Thế thì chúng ta đều mừng Thánh Giuse và mừng cho mỗi người chúng ta, bởi vì có Ngài là người bảo trợ. Trong niềm vui ấy, chúng ta cùng dành cho nhau những lời chúc mừng và một tràng pháo tay để mừng lễ cho nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ông không phải là con bác thợ sao? Một câu nói tưởng chừng như không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng chúng ta có thể đặt ra nơi ấy vai trò của Thánh Giuse trong chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng con của bác thợ mộc muốn nói lên rằng Thánh Giuse chính là người đem lại thân thế trần gian cho Đức Giêsu. Chúa Giêsu là người con sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ. Bởi vì con của bác thợ mộc mà, thế thì bác thợ mộc chính là cha của người đang giảng dạy
cho những người ở trong hội đường ấy. Khi nói đến vai trò của người làm cha trong gia đình, chúng ta biết rằng người làm cha trong gia đình thì có vai trò gì? Người làm cha có vai trò là trụ cột của gia đình. Mà trụ cột của gia đình thì có nhiệm vụ phải lao động để đem lại những thành quả lao động hầu nuôi dưỡng gia đình. Người trụ cột trong gia đình phải là người đứng vững để cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình dựa vào. Chúa Giêsu lắng nghe hai Thiên Chúa xuống thế làm người theo chương trình của Chúa Cha. Vậy thì Thánh Giuse làm đóng vai trò làm người trụ cột trong gia đình thánh gia ấy, quả thật là một vinh dự lớn lao. Dựa vào đâu mà thánh nhân được Thiên Chúa chọn đặt để với vai trò quan trọng như vậy? Quý cụ ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng ở đầu tin mừng của Thánh Matthew, Thánh Giuse được nhắc đến với tước hiệu là người công chính. Hắn phải là một người công chính thì mới xứng đáng để là một người nuôi dưỡng Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa là người. Vậy thì người công chính là người như thế nào trong con mắt của người đời? Đối với người Do Thái, người công chính là người chu toàn luật Thiên Chúa. Vậy thì chắc chắn Thánh Giuse đã sống một đời chu toàn mọi điều mà Thiên Chúa truyền cho dân Israel phải tuân giữ. Còn trước mặt Thiên Chúa thì sao? Thánh Giuse có xứng đáng là người công chính hay không? Về mặt người đời thì thánh nhân đã được xác định như thế rồi, nhưng chắc chắn trước mặt Thiên Chúa Ngài cũng không khổ với cái danh là người công chính. Bởi vì Thánh Giuse không chỉ sống tuân theo lệ luật, nhưng Ngài đã sống vượt trên lệ luật. Điều ấy được chứng tỏ qua việc Thánh Giuse sẵn sàng đón nhận Đức Maria về. Bởi vì nếu theo lệ luật thì Thánh Giuse có quyền đòi lại sự công bằng cho mình. Vì như luật Do Thái chúng ta biết rằng sự công bằng được đề cao mạnh mẽ đến nỗi mà người ta nói mắt để mắt, răng để răng. Còn Thánh Giuse trong trường hợp này, nếu Ngài muốn đòi lại sự công bằng cho chính mình thì Ngài hoàn toàn có quyền tố giác Đức Maria, người đã mang thai trước khi về chung sống. Nhưng Thánh Giuse vì giữ luật bác ái trong lòng là điều đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả, vì biết thương xót đến tính mạng của Đức Maria và hài nhi mà Ngài đã thương mang, Thánh Giuse chấp nhận đón Đức Maria về, để rồi Ngài thực hiện vai trò người làm chồng và làm cha trong gia đình. Thánh Giuse đã thực hiện bổn phận của mình trong suốt cuộc đời của mình với sự âm thầm mà chúng ta vẫn biết đến và đã từng được nghe chia sẻ nhiều lần. Vì rõ ràng trong tin mừng Thánh Giuse chưa bao giờ thốt ra một lời nào. Quý cụ ông bà và anh chị em thân mến, với vai trò và việc làm như thế thì thiết nghĩ chúng ta cũng được mời gọi suy gẫm tại sao mà Thánh Giuse có thể sống là một người công chính trước mặt không chỉ người đời nhưng trước mặt Thiên Chúa. Tại sao Thánh Giuse có thể sống một đời lao động âm thầm để cho gia đình thánh gia được yên ấm bình an? Điều này có lẽ chúng ta cũng được mời gọi đã nhiều lần, đó là đời sống cầu nguyện của Thánh Giuse. Chúng ta nghe tin mừng, chúng ta thấy Thánh Giuse thực hiện những lời Thiên sứ báo mộng, không một lời chất vấn nào. Và khi nói đến việc báo mộng thì theo như kiến thức thưởng thức, chúng ta thấy người ta nói rằng ai hay mơ đến cái gì đấy thì chứng tỏ rằng trước đó người này thường xuyên nghĩ về nó. Vậy để được Chúa báo mộng, để được gặp gỡ sứ điệp của Chúa trong giấc mơ, chắc chắn Thánh Giuse phải là một người thường xuyên nghĩ đến Chúa, thường xuyên tự hỏi rằng đâu là điều Chúa muốn tôi làm.
Khi đã đón nhận được sứ điệp của Chúa trong giấc mộng, Thánh Giuse đã thực hiện. Chúng ta thấy rằng lần đầu tiên Ngài đón Đức Maria về, lần thứ hai là việc sứ thần loan báo rằng ông hãy đem mẹ và hài nhi trốn sang Ai Cập vì Herode đang bị giết người. Và lần tiếp theo chúng ta thấy Thánh Giuse không quản ngại vất vả đưa hài nhi Giêsu và Đức Maria trở về quê hương để tiếp tục cuộc sống thường ngày với đời sống lao động bình thường. Đó là khi sứ thần báo tin cho Thánh Giuse đem Đức Maria từ Ai Cập trở về vì Herode kẻ lùng giết Chúa Giêsu đã chết. Quý cô ông bà và anh chị em thân mến, chỉ với hai điều ấy thôi chúng ta có thể hiểu thế rằng Thánh Giuse một con người yêu mến Thiên Chúa và là một con người công chính. Đó chẳng phải là gương tốt lành để cho chúng ta học hay sao? Trong đời sống thường ngày chúng ta thấy ai cũng phải lao động. Và lao động để làm gì? Bằng chính sách, bằng chính sách sáng thế mà chúng ta nghe ở bài đọc 1 chúng ta thấy Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo. Khi Ngài nói hãy sinh sôi nảy nở và làm cho vũ trụ này được nên tốt đẹp như công trình mà Chúa đã trao ban. Mỗi ngày Chúa tạo dựng nên đều tốt đẹp. Điều ấy được chứng tỏ qua lời cuối cùng của một ngày sáng tạo. Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Chúng ta được mời gọi cộng tác vào công trình làm cho nó được tốt đẹp hơn mỗi ngày ấy, thì chúng ta cũng học theo Thánh Giuse là người âm thầm lắng nghe lời Chúa, là người kiên trung với những lời luật mà Thiên Chúa truyền dạy, để rồi chúng ta cũng với tâm tình của Thánh Giuse và trong thư của Thánh Tông đồ người tín hữu Côlôse, anh em hãy làm mọi sự để tôn vinh Đức Giêsu Kitô. Nguyện xin cho mỗi người chúng ta thì mừng kính Thánh Giuse với tiết hiệu là thợ. Chúng ta ý thức mình chính là những người thợ của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Mình chính là những người thợ của Thiên Chúa trong cánh đồng mà còn biết bao lúa chín đang thiếu thợ cạn. Thiếu thợ cạn không có nghĩa là cứ nhất thiết phải là những người linh mục, phải là những người tu sĩ. Chúng ta chẳng phải là những người thợ cạn được mời gọi hay sao? Quý cô ông bà và anh chị em thân mến, khi Chúa Giêsu nói rằng anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng cho muôn dân, điều ấy có loại trừ chúng ta ai không? Hoàn toàn không. Mỗi người chúng ta cũng là những người thợ cạn trong cánh đồng truyền giáo. Vậy thì nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giuse thợ, là người công chính, là người âm thầm làm việc với đời sống cầu nguyện, chúng ta cũng biết noi gương người và cách riêng chúng ta cầu nguyện cho cha xứ của chúng ta nhân ngày kỷ niệm thủ phong. Thiên nghĩ rằng khi được quyết định chuyển chức ngày mùng 1 tháng 5, ngày Thánh Giuse thợ, có lẽ Đức Giám Mục cũng nhắn nhủ với các ngài về vai trò của người thợ âm thầm. Chúng ta cầu nguyện cho cha xứ của chúng ta có lòng yêu mến Thiên Chúa và có lòng yêu mến đời sống phục vụ, để chính chúng ta là những người trực tiếp được hưởng lợi từ những sự âm thầm, từ lòng yêu mến Thiên Chúa ấy nơi này, nơi đời sống phục vụ của Ngài. Nguyện chúc cho mỗi người chúng ta luôn luôn được sự quan trọng của Thánh Giuse, sống một đời lao động bình an và cộng tác với Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng chúng ta trong lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Chúa đã chọn Thánh Giuse làm bạn Đức Trinh Nữ Maria và làm mẫu gương cho người lao động và cho các gia trưởng. Chúng ta quyết noi gương thánh nhân và tha thiết cầu nguyện.
Chúa giao cho hội thánh sứ mạng dạy dỗ con cái sống công chính thánh thiện như thánh cả Giuse. Xin cho các vị mục tử trong hội thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng. Xin Chúa nhân đời chúng con. Thánh cả Giuse đã làm trọn bổn phận vạn trăm năm của Đức Maria. Xin cho những người làm vợ làm chồng tận tâm chu toàn bổn phận. Xin Chúa nhân đời chúng con. Chúa đã chọn Thánh Giuse là đấng công chính dưỡng dục Đức Giêsu là con Thiên Chúa làm người. Xin cho những người làm cha mẹ trong gia đình biết sống thánh thiện để làm gương cho con cái. Xin Chúa nhân đời chúng con. Trong ngày mừng lễ Thánh Giuse Quan Thầy, xin cho cộng đoàn giáo họ Văn Giáo chúng ta được Chúa ban nhiều ân sủng và bình an, biết noi gương Thánh Giuse Quan Thầy, siêng năng làm việc để tôn vinh Chúa và sinh nghiệm cho các linh hồn. Xin Chúa nhân đời chúng con. Hôm nay cũng là ngày mừng kỷ niệm 12 năm hồng ân linh mục của cha xứ Isidoro. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho cha xứ được hồng an sắc hoành để cha luôn trung thành với sứ vụ mà Chúa và Giáo hội đã trao. Xin Chúa nhân đời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Giuse làm bạn đức trinh nữ Maria và làm gương cho người lao động và các gia trưởng. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh cả Giuse cần cù lao động không chỉ nuôi sống mà còn để tôn vinh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
em hay cầu nguyện để như thế của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ vào tay Cha để ta cùng tôn vinh Thánh Chúa và mưu định cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là nguồn mạch lòng thương xót. Xin tôi nhìn lễ vật chúng con dâng trước tôn nhân nhân ngày lễ Thánh Giuse thờ. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho của lễ này trợ giúp chúng con, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày mừng lễ kính Thánh Giuse thờ, chúng con cùng tung hô chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi trung, tôi tớ trung tín và khôn ngoan. Cha đã trao thánh cả thánh gia cho người coi sóc để người dạy thay quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là con một Cha nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi Cha, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Xin Chúa cùng nhiều đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bảy trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lạy Chúa Kitô thế, và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện hân rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha đến hiện dưới đất cũng như trên trời. Đang sống được bình an, nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày chờ này của Chúa Giêsu Kitô được cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin từng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
thương của Chúa.
cha xứ và kính quý cha, kính thưa toàn thể quý cộng đoàn. Hôm nay nhân ngày kính thánh chúa xin thờ quan thể của giáo họ, con xin đại diện cho giáo họ có đôi lời cảm tạ quý cha cùng cộng đoàn. Tất cả là hồng ân, con xin dâng lên Chúa qua lời chuẩn cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày mừng lễ kính thánh Giuse thờ, quan thầy của giáo họ văn giáo chúng con hôm nay. Trọng kính cha xứ Isidoro, cha phụ tá Joachim, kính thưa quý sư, quý ban chánh chương, ban hành giáo các họ các khu, ban lãnh đạo đại diện các hội đoàn, quý khách quý, quý ân nhân cùng toàn thể quý cụ công bà và anh chị em giáo dân đang hiện diện nơi đây. Trong bầu khí vui mừng hân hoan đón mừng Chúa Phục sinh và khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ, giáo hội long trọng mừng lễ kính thánh Giuse là niềm vui chung của giáo hội toàn cầu. Hòa cùng niềm vui đó, hôm nay cũng là ngày mừng bổn mạng của giáo hội văn giáo chúng con. Trước hết, con xin đại diện cho giáo hội thay mặt cho ban hành giáo, con xin gửi tới quý cha, quý sư, quý hội đồng giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn lời cầu chúc bình an trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Trọng kính quý cha, kính thưa cộng đoàn, mỗi lần mừng lễ bổn mạng là mỗi lần nhắc nhớ chúng ta học hỏi và noi theo gương sáng của vị thánh mà chúng ta đã chọn làm bổn mạng trong hành trình đức tin hầu lên thánh mỗi ngày. Giáo họ văn giáo chúng con đã nhận thánh Giuse là quan thầy, như chọn cho mình một mẫu gương khiêm nhường luôn vâng theo ý Chúa trong đời mọi nơi. Nguyện noi gương thánh quan thầy trong sự vâng phục, lao động, chuyên cần, khiêm tốn và yêu thương. Trọng kính cha xứ Isidoro, mặc dù công việc mục vụ bận rộn, nhưng cha vẫn quan tâm sắp xếp thời gian cho giáo hội chúng con được tổ chức trọng thể mừng kính thánh quan thầy hôm nay. Với lòng tri ân sâu sắc, giáo hội chúng con xin hết lòng cảm tạ cha. Trọng kính cha phụ tá Joachim, giáo hội chúng con cũng xin hết lòng cảm ơn cha. Trong năm qua, được sự ủy nhiệm của cha xứ Isidoro, cha phụ tá đã đến dân thánh lễ cho giáo hội chúng con vào tối thứ tư hàng tuần. Và hôm nay, cha cũng đã không quản ngại thời tiết nóng bức hiện diện nơi đây, cùng cha xứ việc dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo hội chúng con trong ngày lễ kính thánh qua thầy. Giáo hội chúng con xin hết lòng cảm tạ cha. Trong thánh lễ hôm nay, con cũng xin thay mặt cho ban hành giáo cảm ơn sơ hằng đã không quản ngại đường xá thời tiết đến với giáo hội chúng con, dạy hát cho ca đoàn lúc thành công cho các thánh lễ của giáo hội, và đặc biệt là sự thành công trong thánh lễ quan thầy hôm nay, chúng con xin hết lòng cảm ơn sư. Nhân đây, con cũng xin cảm ơn quý sư, quý ban chánh chương, quý khách quý, quý ban hành giáo, ban lãnh đạo đại diện các hội đoàn trong giáo xứ, các cộng giúp lễ, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã bỏ chút thời gian quý báu tới tham dự và hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo hội. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Chúng tôi cũng không thể quên cảm ơn quý ban truyền thông, anh chị em ca đoàn đã phục vụ nhiệt tình góp phần thành công cho thánh lễ hôm nay. Chúng con cũng không quên cảm ơn quý ân nhân trong và ngoài giáo hội đã luôn đồng hành giúp đỡ công đức xây dựng giáo hội ngày càng phát triển và thăng tiến. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chính quyền khu dân chủ đã đến chúc mừng cho giáo hội chúng tôi trong ngày kính thánh quan thầy hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là cha tình thương giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và thánh Giuse quan thầy, ban cho quý cha, quý sư, quý hội đồng giáo xứ, quý các hội đoàn, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn sức khỏe, hạnh phúc, dồi dào ơn Chúa trong cuộc sống, con xin hết lòng cảm tạ và tri ân. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn. Sau khi nghe, con xin đại diện cho giáo hội kính mời quý cha, quý sư, quý ban chánh chương, ban hành giáo, quý khách, lãnh đạo các hội đoàn cùng toàn thể quý cộng đoàn ở lại dùng bữa cơm thân mật với giáo hội chúng con. Con xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ông chủ đã đại diện cho cộng đoàn giáo hội có lời chúc mừng đến quý cha, quý sư và chúng ta cũng nấu tràn tay tay nữa để chúc mừng cho giáo hội. Hôm nay thời tiết để đồng bộ chúng ta có đẹp không cộng đoàn? Có. Đẹp vâng. Chúng ta tạ ơn Chúa một chấm này.
và này cũng suy nghĩ là ngày hôm nay là ngày lễ, ngày quốc tế lao động, và đáng nhẽ ngày hôm nay phải đi lao động hết, nghỉ quốc tế, ngày tôn vinh lao động mà mọi người đi chơi khi nghỉ. Có lẽ đây là cũng là để tôn vinh và gia tăng cái giá trị phẩm giá của con người chúng ta còn làm, nhưng chúng ta phải có nghỉ thì nơi để chúng ta đến với nhau, thì nơi để chúng ta cầu nguyện, nơi chúng ta gặp gỡ và tôn vinh Chúa, đó là chúng ta đang thăng tiến đời sống phẩm giá của con người chúng ta. Rồi xin cầu và chúng ta lao động để giúp đỡ gia đình, nên chúng ta cũng phải có thời gian đến với thánh lễ, nhất là lễ Chúa Nhật. Xin cầu và chúng ta ngày lễ hôm nay của giáo hội Phật giáo, trong những năm qua chúng ta đã đến thánh lễ rồi, nhưng nhiều người cũng chưa đến thánh lễ Chúa Nhật. Chúng ta cố gắng động viên con em chúng ta đi lễ Chủ Nhật thứ bảy, để chúng ta ngày thường thì không buộc đâu, nhưng mà cố gắng đi lễ Chủ Nhật để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, tốt nhất là cho các con thiếu nhi đến với thánh lễ Chủ Nhật để các em tiếp cận với lời Chúa, để ca Chúa ban phúc lành cho các em. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo hội Phật giáo chúng ta trên đà phát triển, một cái khuôn viên ở đây rất là chật hẹp, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội trong tương lai gần đây sẽ mở rộng được khuôn viên thánh đường cho này phát triển được giáo hội, giáo xứ cho giáo phận. Xin mọi người chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.